Xin chào anh chị nha. Hôm nay là mùng 10, cửa hàng Toàn Trung 9 em lại bắt đầu khai trương trở lại rồi nha anh chị. Chúc anh chị có một năm mới thật nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc, và đặc biệt là phát tài phát lộc nha anh chị. Hôm nay thì em xin cập nhật lại tất cả các dòng xe hiện có và giá tại cửa hàng Toàn Trung 9 để anh chị nắm với bên em nha. Đầu tiên thì em xin giới thiệu đến anh chị một chiếc xe là VinFast Fadil bản bay nha anh chị. Xe này thì chủ xe lên rất là nhiều đồ chơi rồi nha. Lên rất là nhiều đồ chơi rồi nha anh chị. Xe này thì chủ họ lên đề start top đầy đủ cam rồi, màn hình đầy đủ hết rồi nha anh chị. Xe này thì 2020 đi 34.000 cây rồi. Xe này em đang bán với giá là 355 triệu, 2020 nha anh chị, gốc Đồng Nai. Xe này máy là 1.4 nha, động cơ 1.4. Còn anh chị con em cũng vừa về thêm một chiếc nè, bản bay luôn, gốc Đồng Nai luôn. Con này thì đi ít hơn, con này đi mới có 15.000 cây à. Con này mới 15.000 cây à. 15.000 cây. Em bán 365 triệu nha anh chị. Con này 15.000 cây, 365. Xe cũng lên cho mình được cái màn hình Android này, camera trình dây đầy đủ hết rồi nha. Đó, hai dòng xe phải đi. VinFast phải điều bản bay. Tiếp theo anh chị nào yêu thích cái dòng xe Hyundai i10 form mới này thì cũng liên hệ trực tiếp tới bên em luôn nha. Con này Hyundai i10 form mới này mới từ đầu tới đuôi luôn nha anh chị. Góc này góc Lâm Đồng. Máy 1.2 nha. Bản này bạn đủ nha anh chị. Form mới bạn đủ nhưng mà vẫn là âm sắc này, nhưng mà có đề start top này nọ đầy đủ hết. Màn hình. Đây là bản đủ nha, xe đi được 16.000 cây rồi. 16.000 cây, xe 2021. Cũng lên cam hành trình cho mình đầy đủ hết rồi nha. Màn hình riêng theo xe nè. Con này em bán 355 triệu. Lót sàn 3D đầy đủ rồi nha anh chị. Số sàn bạn đủ. Máy 1.2. Số sàn bạn đủ, máy 1.2 nha. 355 triệu. Anh chị yêu thích dòng bán tải thì em đang có chiếc Colorado. Xe này là khách hàng đổi xe con Raptor bên em anh chị ạ. Đó, cuối ngày âm 27 á, là khách hàng tới đổi xe bên em. Đó, con này thì đi 118.000 rồi nha anh chị, số sàn 2 cầu. Colorado số sàn 2 cầu 2018, đăng ký 2019. Xe này em bán 435 triệu nha anh chị. 435 triệu. 435 triệu cho dòng xe này. Yêu thích bán tải này thì ủng hộ em nha. Anh chị quan tâm đến sản phẩm này thì có liên hệ trực tiếp tới số 0979325679 nha, hoặc 0777262679, hoặc 0777262623, hoặc 0777262678 nha anh chị. Đó, chủ cũng lên cho mình nắp thùng đầy đủ hết rồi nè. Con Ranger này thì em cũng mới vừa bán khai trương sáng nay rồi nha anh chị, thì thông cảm em bán mất rồi. Tiếp theo là con Jinger biển Gia Lai, đăng kiểm đầy đủ hết rồi nha anh chị. Con này là đời 2008, km không xác định đâu nha anh chị, mà nội thất đồ nhìn vẫn còn rất là ken nha anh chị. Nhìn rất là ken. Con này em bán 195 triệu. Đó, anh chị yêu thích dòng xe 7 chỗ máy 2.5 này thì cứ liên hệ trực tiếp với bên em nha. Mà em ưu tiên tới xem xe trực tiếp hơn nha anh chị. Tới xem xe trực tiếp hơn. Còn anh chị yêu thích cái dòng xe Fortuner 7 chỗ máy dầu này, số xe máy dầu này thì ủng hộ em luôn nha. Con này số sàn máy dầu này 2012 nha anh chị. Xe đi đường 194 cây rồi. Xe còn rất là mới. Rất là mới nha. Có gì nữa thắt. Con này đi 194 cây rồi. Con này bán 545 triệu nha anh chị, 2012. 545. 545 triệu 2012. Số sàn máy dầu động cơ 2.5 nha anh chị. Gốc Sài Gòn nữa, gốc Sài Gòn. Anh chị nào ở Gia Lai thì giữ được biển số này, biển số thân tài này anh chị, số đẹp nha. Em cũng vừa về một con Hyundai Santa Fe bản full máy xăng nha. Biển thành phố luôn này anh chị. Con này là em bán với giá là 950 nha, 2019, 52.000 cây, 950. Bản full ghế da hai màu, full xăng. Đi 52.000 cây rồi. 950 triệu nha anh chị, 950 triệu.
950 chỉ là anh chị sở hữu được chiếc xe Hyundai Santa Fe 7 chỗ máy xăng này, động cơ 2.4. Hyundai còn có Mitsubishi Xpander này thì em bán rồi nha, bán sáng nay rồi, bán sáng nay. Anh cũng vừa về con Toyota Rush này anh chị, Toyota Rush. Lên lót sàn 3D này. Lót sàn 3D này. Ghế nỉ. Nhập khẩu Indo nha chị. Xe này bán 615 triệu này. 615 triệu. 2020 đi mới có 10.000 cây nha chị. Mới kinh luôn. Vô lăng. Xe này anh chị đi tới 15.000 cây là bảo dưỡng nha. Xe vừa bảo dưỡng luôn chị. Họ đi tới nửa năm 2023 này là vô bảo dưỡng nha. Chủ lên mình bảy bước này, để bảy bước cho mình. Đó, hoặc là anh chị muốn xe Fortuner máy xăng này thì ủng hộ em nha. Nó con này thì giá cả nó tốt hơn. Con này đi 194.000 cây rồi anh chị. 195.000 cây rồi, máy xăng, số tự động, 2 cầu. Em bán 425 triệu nha anh chị, góc thành phố. Anh chị ở thành phố tiết kiệm được anh chị 20 triệu tiền nhập nha. Chị chỉ về sang tên thôi. Góc thành phố nha anh chị. Chiếc Everest này thì em đã có chương trình giảm nè anh chị. Con Everest này thì em đi từ Gia Lai vào nha. Con này 208 nha anh chị. Everest 208. Km thì không xác định đâu nha anh chị. 285 triệu. Xe 285 triệu, số sàn máy dầu nha anh chị. Máy 2.5 này. Anh chị có quan tâm dòng xe này thì có liên hệ trực tiếp với bên em. Bên em sẽ quay video chi tiết này hoặc là chụp hình ảnh chi tiết gửi anh chị nha. Anh chị nắm sim cho nó kỹ hơn nha anh chị. Em cũng vừa về một chiếc Toyota Innova nha chị, 2018, xe đi mới lắm, mới có 16.000 cây anh chị. 16.000 cây anh chị ạ. Cũng lên ghế da rồi nè. Ghế da, màn hình, diện tích, camera, hành trình đầy đủ hết rồi nha anh chị. Số sàn 16.000 cây, 16.492 cây nha. Xe này anh em bán với giá là 600 nha anh chị. 600 triệu 2018. 600 triệu 2018. Toyota Innova. Anh chị yêu thích cái dòng xe Suzuki XL7 này thì ủng hộ em luôn nha. Động cơ 1.5 2021. Đi mới cũng 19.000 cây thôi. Cũng lên màn hình nè, cova, camera, hành trình, ghe rồi cũng lên cái da cho anh chị rồi. Xe này em bán 555 triệu nha anh chị. 555 triệu. Suzuki XL7. Dòng này em bán chạy lắm anh chị. Về chiếc nào là bán chiếc nó, đi dòng XL7 em bán nhanh lắm. Anh chị ưu tiên quan tâm em thì ủng hộ em nha, gọi điện cho em 0777 26 2679 hoặc 0777 26 2623 nha anh chị. Hoặc là anh chị muốn yêu thích dòng 5 chỗ mà có turbo này thì ủng hộ em luôn. Kia Seltos bản premium nha anh chị, bản cao cấp nhất nha, 1.4 turbo. Nó có bản 1.6 nữa mà con này 1.4 turbo nha. Của sở chơi đầy đủ hết. Anh chủ cũng đổ lên mua lăng này nè anh chị. Xe đi 32.000 cây 2021. 695 triệu nha anh chị. 695 triệu. Ok, bề bước này đúng hết rồi nè. Tiền ngắt nhiệt cũng có rồi nha. 695 triệu. Kia Seltos bản premium 1.4 turbo nha. Anh chị yêu thích cái dòng xe sedan hay pha cúp, xe Cerato form cũ này thì ủng hộ em nha. Bản 1.6 số tự động. Xe cũng lên cho mình lót sàn 3D cũng đầy đủ rồi, có camera hành trình rồi những chị này. Camera hành trình nè. Rất là mới, đi mới 20.000 cây thôi, 2019. 535 triệu nha anh chị, 535 triệu. Cửa sổ chơi đầy đủ luôn, hoa cúc hạng C. Đầy đủ hết chức năng rồi nha anh chị ạ. Rộng rãi thoải mái. Lớp còn rất là dày. Anh chị thích dòng số sàn thì ủng hộ em nha. Con này thì số sàn, con này 2021 số sàn đi mới có
16.000 cây, 15-16.000 cây, 19.000 cây chứ, con này 19.000 cây nha anh chị. Anh chị đi tới mới bãi dưỡng này, cái này mới bãi dưỡng này. Đó, số xe cũng lên màn hình dít tết nha anh chị, dít tết rồi nè, cái ra hành trình ve nè, ve da nè. Con này bán 495 triệu cho dòng xe Kia Cerato số sàn 2021, 19.000 cây này nha anh chị. Máy 1.6. Máy 1.6 nha. Còn con Hyundai 10 này số tự động bằng đủ thì em giảm rồi. Em giảm còn 400 nha. 400 triệu. Giảm còn 400 triệu. Em còn máy chiếc trong này nữa. Hyundai Accent số xe bằng đủ 2021, đăng ký 2022, form mới, tốc Sài Gòn, đi 8.000 cây, em bán 435 nha chị, 435 triệu số xe bằng đủ. Dòng Accent này em vẫn còn. Họ thì yêu thích dòng xe Honda Gia này, bản RX, tốc Sài Gòn này thì ủng hộ em nha. Con này 2018 này, 2018 đi 54.000 cây rồi nha chị, 54.000 cây rồi. Cũng lên màn hình rồi, hình Android. Em bán 439 triệu nha, 439 triệu. Cũng lên cái da đầy đủ rồi anh chị. Con này da, con này da rồi, ít gốc Sài Gòn rồi, ít nha, 439 triệu chị. Isuzu D-Max, Isuzu MUX nhá, Isuzu Mỹ nha anh chị. Con này là số tự động máy dầu, động cơ 3.0 nha. Con này máy 3.0 nha anh chị, số tự động máy dầu. Điều đặc biệt con này 26 mà đi mới có 19.000 cây thôi anh chị ạ. À, em bán 645 triệu nha. Đó, anh chị coi vô lăng này. Đó, vô lăng còn số mới tinh này. Đó, lên màn hình rồi nè, camera hành trình nè, ve đầy đủ hết, số tự động, ghế trình điện, nó xài ve đầy đủ, số tự động, máy 3.0 nha anh chị. Con này máy 3.0 nha, 26 mới 19.000 cây. Lớp neo luôn, lớp dày, lớp neo dày hết, các lớp này đó, nó lớp 26, lớp rất dày, chủ không đi luôn thì Isuzu MUX nha, 2016. Anh chị yêu thích cái dòng xe Hyundai Mitsubishi Xpander 2022 này thì ủng hộ em nha. 2022 10.000 cây, em bán 580. Con này bản AT nha anh chị, bản AT form mới rồi, form 2023 rồi nha anh chị, form mới rồi. Đèn nó khác hẳn, tổng đèn mặt da lăng này khác hẳn nha, form mới nha. 580, 2022 10.000 cây nha anh chị. Cái bên đơn này thì em bán rồi nha anh chị, đờ bán rồi. Em có con Kia K3 Luxury đó, Kia K3 Luxury 2022 mới có 1.700 cây anh chị ạ. 2022 1.700 cây, bản Luxury 1.6. Con này em bán 635 triệu nha, 635 triệu nha anh chị. Tất cả các dòng xe em bán ra là đều có văn bản cam kết hết nha anh chị, không tăng đụng, không nước, không làm máy, đặc biệt là km chuẩn nha, không thì kích nữa. Anh chị yêu thích dòng xe Honda City Top này thì gốc Sài Gòn này, con này 2018 mà đi hơi nhiều nha anh chị, đi 8 vạn rồi. Con này em bán 455 triệu, 455 triệu. City Top 2018, City 87, 455 triệu, màu bạc, góc thành phố. Anh chị yêu thích VinFast, VinFast này con mảng bờ lớp nha, mảng bờ lớp nha, mâm phay. Con này là 2021, đi 34.000 rồi, 33.000 chứ. Xe này em giảm còn có 350 thôi nha, 350 thôi. Này bản Blood nha anh chị, cao hơn và đời cao hơn hai xe bản bay ngồi kia nha. Đó, bạn chị yêu thích dòng xe Kia Carnival. Kia Carnival bản này bản premium máy dầu nha anh chị, premium máy dầu 2021. Máy dầu 2021. Bản 8 ghế nha anh chị. Không, 8 ghế. Premium là nó không có cửa sổ chơi nha. Xe này đi mới có 16.000 cây thôi. Em bán 1.270 triệu nha, 1.270 triệu. Kia Carnival bản premium 1.270 triệu.
Đây em có, em vừa về thêm chiếc Peugeot 3008 bản GT Line nha chị. GT Line này gốc Lâm Đồng, xe 2022, mới có 6.000 cây anh chị ạ. Em bán 1.150.000 nha, 1.150.000. Lót sàn rồi, lót sàn 3D, bể bước đầy đủ hết rồi. 1.150.000 cho dòng xe 3008 6.000 cây 2022 này nha chị. GT Line bản cao cấp nhất nha chị. GT Line form phụ mới hết. Đây bản GT Line phía ngoài bản luôn nha. Chị yêu thích dòng ngầm cao hơn chút, tầm tiền thì anh chị có con xe Kona 1.6 turbo này anh chị. Con này 2021 mới có 5.000 cây à. Em bán 6.7 nha. 6.70.000. 2021. Kona 1.6 turbo. Vâng, này là em cập nhật nhanh lại tất cả các dòng xe hiện có tại cửa hàng Toàn Trung bên em nha. Anh chị có xe nào bán cũng liên hệ trực tiếp tới bên em nha. Bên em đều gửi hoa hồng cho người giới thiệu hết nha anh chị. Đó, anh chị có xe cứ liên hệ trực tiếp em là 0979325679 hoặc 0777 hoặc 0922325679 nha. Còn chị muốn em quay video về tư vấn cái dòng xe nào thì liên hệ trực tiếp tới số 0777262679 hoặc 0777262623 nha anh chị. Đó, hay là số bán hàng trực tiếp tại Toàn Trung chính bên em nha. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị, và chúc anh chị có một năm mới tràn đầy sức khỏe và nhiều hạnh phúc bên gia đình mình nha.